mình sắp chuẩn bị ra một bộ sưu tập collab của tôi nha các bạn. Tôi chuẩn bị bán quần áo này các bạn. Trời ơi, làm youtuber nghèo quá khổ quá cho nên là tôi đi bán quần áo. Hồi nói đồ vậy thôi chứ còn hôm nay thì mình vừa mới nhận được một hộp đồ, gọi là một thùng đồ để mình inbox đó các bạn. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình được sờ vào nó và tôi rất là háo hức. Ha ha ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xem thì nó có gì nhé. Đây các bạn, đây là full bộ sản phẩm mà mình nhận được. Chà, có vẻ khá là nhiều ha. Và lần này thì mình collab với một cái local brand tên là Natico của một người anh em lâu năm của mình. Bây giờ thì mình sẽ xem từng món nha các bạn. Mình phải test chất lượng sản phẩm, tại vì tôi là một con người gọi là tâm huyết, rất là tâm huyết với các bạn, cho nên tôi test sản phẩm ra. Đây, bây giờ thì mình sẽ xem từng sản phẩm. Cái này không biết là cái gì, chắc là dày dày chắc. Thang. Đây là chiếc áo hoodie size M nha các bạn. Cái này thì có M và L. Và đây là cái hình design chữ S, đây là tôi nè. Ohsusu ha. Đây, full cái hình này là cái logo của mình. Và ở đây còn có trái bắp. Đây, những cái dây bắp nè, rất là dễ thương. Thì mình thấy khá là thích cái mẫu hoodie này, tại vì ở phía dưới này nó không bị bo và có thể do chúng ta điều chỉnh tùy thích, cho nên là mình khá là thích cái mẫu hoodie này các bạn. Dày dặn nhưng mà không đến nỗi dày quá nha. Sài Gòn mặc được. Sài Gòn mấy nay đang mưa, trời sẽ lạnh, trời mặc cái này. Và tiếp theo thì chúng ta có hai mẫu áo. Đây là mẫu áo thun cơ bản, phù hợp với rất nhiều người, có ML luôn. Và cái mẫu áo thun này sẽ có hai màu. Đây là màu trắng duy nhất của cái bộ này của mình các bạn. Tôi đã phải đấu tranh dữ lắm đó các bạn, tại vì các bạn đều biết là mình cùng màu đen này, và khó khăn lắm mình phải có một cái mẫu màu trắng như thế này. Thì nói chung là hai mẫu áo này thì như nhau nha các bạn. Mát các bạn, có vẻ mát và đường may thì chắc chắn. Đây là cái túi rất là hot bây giờ. Để coi trong này có cái gì. Bên ngoài thì nó có thêm một cái ngăn kéo như thế này nữa. Ok, đây là cái logo của mình. Ở đây có tận 2 sợi dây các bạn. Theo như tôi á, thì nếu như mình thích màu đen á, nhưng mà mình vẫn thích phối cái dây này với lại cái túi đấy, tại vì nó khá là khác biệt, với lại là nó khá là dễ thương. Bên trong có thêm một cái túi phụ nữa. Ok. Và đây là mẫu nón của lần này nha các bạn. Đặc biệt thì nón này khá là nhiều, tại vì tôi thích. Đây, cái nón này có tận 5 mẫu tổng cộng các bạn. Thì nó gồm hình, mặt, cảm xúc như thế này. Tôi rất là thích cái nón này các bạn. Cái này mà chơi bộ đồ full đen xong rồi, cái này giống như kiểu là thay cảm xúc cho các bạn. Che mắt luôn. Trời, đỡ phải tạo dáng chụp hình. Còn cái này là một gương mặt gọi là thức tình nha các bạn. Really nigga. Đây là gương mặt thức tình, cho nên bạn nào thức tình có thể mua nón này của mình. Bạn nào thi trượt hay là gì đó, hoặc là phải thi lại gì đó, thì có thể mua cái nón này về độ. Bạn nào tỏ tình thành công, tỏ tình rất thành công, có thể mua cái nón này. Vãi cả. Đó là gợi ý thôi nha các bạn. Đây là mẫu nón lưỡi chai, ở phía sau có tên của mình. Còn đây là một mẫu nón đặc biệt mình dành cho những bạn fan theo dõi mình. Thì đây là mẫu gọi là limited. Chỉ có 50 cái thôi nha các bạn. Còn những cái khác, những món khác thì số lượng nó sẽ nhiều hơn. Còn riêng nón này có 50 cái thôi. Và đặc biệt phía sau này nó sẽ có đánh số. Và tại vì mình thích số 7 cho nên trong 50 cái này mình sẽ giữ lại tất cả những cái có số 7 để mình tặng cho các bạn. Và những nón có số 7 như thế này thì sẽ là hàng tặng chứ không bán. Ngựa lắm. Vậy nha. Cho nên là có thể là chúng ta sẽ chơi một vài cái game mini nào đó để mình có cơ hội để mình tặng cái nón có số 7 cho các bạn. Yeah! Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với mẫu gọi là tốn nhiều công sức nhất trong cái bọn này, đó là áo khoác. Thường thì mấy cái áo thun hay là nón nó rất là nó nhẹ hơn so với cái áo khoác như thế này. Cái áo khoác như thế này cần rất là nhiều công đoạn các bạn ạ, và được theo mẫu mã được các thứ. Và đây là lần đầu tiên mình được rờ vào màu cam, đen cam, màu đen cam tôi thích. À, khoe với các bạn là mình vừa mới làm bộ màu cam luôn cho nó trend đây. Và có thể là chiều nay hoặc là ngày mai mình sẽ đi chụp những cái bộ như thế này để lên poster hay là gì đó. Cái bộ này của mình sẽ được bán tại Sneaker Fest các bạn, 10 sản phẩm nha các bạn, tức là mỗi món sẽ có 10 cái, còn lại thì mình sẽ bán online dành cho những bạn fan mà không ở Sài Gòn nghe. Ok, bây giờ thì tôi phải mặc thử cái áo này mới được. Ai chà, tôi thấy nó khá là đẹp các bạn. Ở trong có một lớp nữa nha các bạn. Wow, xịn thế. Cameraman của tôi đang me rồi đó, nhưng không nha em. Chị nhận được có một cái thôi, cho nên là không phải chuyện đó đâu nha. Có gì đó có thể mua, chị sẽ bán 10 cái ở Sneaker Fest. Đấy, tôi cực kỳ thích cái nón rộng như thế này, gọi là nón thần chết. What? Ok vậy nha, mình đã inbox xong bộ sản phẩm mà mình collab lần này đây nha các bạn. Chất lượng của nó thì mình khá là hài lòng. Và bộ này sẽ được mở bán ngày đầu tiên ở Sneaker Fest 21 tháng 7. Nhớ rồi, ngày 21 tháng 7 nha các bạn. Ngày 21 tháng 7 thứ bảy luôn thì phải, là ngày rất là đẹp. Cho nên bạn nào mà muốn mua thì có thể đến đây mua, và có thể là mình sẽ tới đấy mình chơi. Còn nếu mà bạn nào mà không ở Sài Gòn thì các bạn có thể mua online nha các bạn nhé. Ok, và video của mình thế là hết rồi. Các bạn nhớ để lại một like, share và subscribe Ohsusu TV để xem những video tiếp theo của mình nhé. Và bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Làm bài tấm hình. Thôi quằn quại quá, bỏ đi. Bye bye.